Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một màu sắc mới trong chuỗi series của 68 TV. Đó là chương trình Trader kể chuyện. Thì như các bạn cũng đã biết là lần trước tụi mình có tổ chức một cái vòng 1, là bao gồm tất cả những cái đơn ứng tuyển của những bạn tham gia cuộc thi. Thì bây giờ sẽ là đến vòng 2 của cuộc thi Trader kể chuyện. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được mời một bạn khách mời cùng tham gia ha. Bạn cũng chính là chủ nhân của câu chuyện đã đậu vào vòng 2. Thì ok, ngày hôm nay thì mình có bạn tên, bạn nữ cực kỳ dễ thương luôn mọi người, tên là Linda. Mọi người hãy cùng chào đón Linda với chương trình ngày hôm nay nhé. Hello, hello Linda. Dạ, yeah, hello chị. Ok, bạn nữ rất là dễ thương đúng không mọi người? Nếu như mọi người thấy bạn nữ dễ thương thì nhớ cho Co68 TV một like vào video này nha. Ok, cảm ơn Linda đã tham gia phỏng vấn cùng với Jenny ngày hôm nay. Đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu bạn là ai và đến từ đâu được không? Dạ, mình là Linda, hay tên tiếng Anh còn gọi là Linda. Mình hiện đang sống và học tập tại Đà Nẵng. À, sống và làm việc chứ, tại mình đi làm. Ok, khoan cho Jenny confirm một xíu. Linda tên tiếng Việt là chữ Linh xong rồi chữ Đa đúng không? Dạ, Linh Đan trong tên tiếng Việt. À, Linh Đan. À, dạ, Linh Đan, trong tên tiếng Anh là Linda. Ok, tên rất là dạ, hay, tên cực kỳ dễ thương luôn. Ok, vậy thì cái bài dự thi của bạn Linda có 68 TV đọc qua thì cực kỳ ấn tượng với cái tiêu đề đó là tấm chiếu chưa cũ đã rách. Vậy tại sao bạn lại có ý tưởng làm sau khi mà viết bài xong thì bạn come up lên cái tiêu đề này hay như thế nào? Dạ thì hầu như là mọi người ở trong thị trường thì có hai loại. Tức là một là đã tấm chiếu đã rách rồi, tức là tấm chiếu cũ đã rách rồi, có đầy kinh nghiệm, cháy tài khoản rồi. À, có, nói chung là có kinh nghiệm, có tiền rồi. Còn không sẽ là tấm chiếu mới, kiểu là mới toanh, vẫn còn ngây thơ, vẫn còn rất là lạc quan. Tuy nhiên em lại là dở ương ương, tại vì em cũng viết với crypto khá là lâu rồi. Tuy nhiên là em lại chả học được cái kinh nghiệm gì, nói chung là vẫn chưa thể thành công được mấy như mấy anh chị. Cho nên em mới đặt cái tiêu đề là chưa cũ mà đã rách ạ. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Linda là tại sao chưa cũ mà lại tấm chiếu đã rách luôn rồi nha. Lúc nãy em có chia sẻ là em tham gia thị trường rau lâu á, thì cho chị hỏi là từ năm bao nhiêu nhỉ? Dạ em biết tới crypto là từ năm 2017, từ cuối năm 2017 á, tức là cách đây gần 4 năm rồi, cho nên cũng khá là lâu rồi. Dạ thì lúc đó là em có tham gia crypto rồi. Lúc đó là mình đang học đại học hay là mình đang đi làm hay như thế nào mà mình biết đến thị trường này? Dạ lúc đó là em đang đi mới qua đi du học. Thì lúc đó thì em đi làm thêm này nọ thì kiếm được rất là ít tiền. Và em kiểu là đang tìm kiếm một cái nơi mà có thể giúp mình kiếm tiền nhanh và nhiều hơn. Thì có một hội bạn thì mới giới thiệu với em tới với lại crypto. Thì lúc đó là thị trường rất là đang kiểu hưng phấn ấy. Thì BTC lúc đó hình như là sắp đạt đỉnh mới 20.000 ấy. Mà mọi người biết tới crypto nhiều hơn. Nhưng mà tất nhiên là không thể biết bằng bây giờ được. Thì lúc đó thì em mới vào. Thì lúc đó là rất là dễ ăn luôn. Nói chung là cứ thấy con nào đỏ mua thì ngày hôm sau chắc chắn là sẽ ăn luôn. Tại vì đang uptrend mà. Lúc đó thì em không có kiến thức gì hết. Em cứ vào, cứ thấy trời ơi rất là easy money luôn. Vào cái là ăn, vào cái là ăn. Thì cho nên em rất là, lúc đó là em đã rất là ấn tượng với crypto. Nói chung là lúc đó là rất là thích. Thì sau đó thì em mới vào sâu thêm thì lúc đó, tại vì BTC đang lên cho nên có những cái dự án landing ấy. Thì em nghĩ ở đây ai cũng biết hết, ăn theo thì kiểu rất là nhiều dự án landing mà dẫn đầu là BitConnect. Thì lúc đó em có tham gia vào một cái dự án gọi là HexaCoin. Thì lúc đó còn kiểu là tiền còn nhiều hơn nữa, tại vì cứ kiểu cho landing xong rồi nó tăng, cái token rất tăng, xong rồi em lại được thêm tiền. Nói chung là sống trong nhung lụa, sống trong tiền bạc luôn. Thì em đã dính vào cái gọi là scam như vậy. Sau đó thì cái landing này bị sập, tại vì BTC sập ý. Thì em không thể nào rút được cái tiền của mình ra được nữa. Và lúc đó em đã đi vay rất là nhiều và bỏ vào. Thì lúc đó em bị mất tất cả. Thì lúc mà khoảng sau khi thị trường sập thì em gần như là mất tất cả luôn. Thì lúc đó là em kiểu như là thề là sẽ không bao giờ quay lại crypto nữa. Thì lúc đó là em đã bị rách, coi như là rách toàn thân rồi. Nói chung là trái tim vụn vỡ rồi. Cho nên là rất là đau lòng, không bao giờ muốn quay lại crypto nữa. Thì đó là lần thứ nhất của em. Cho chị hỏi là với một số bạn chưa nghe về profile của bạn Linda nha, thì Jenny cũng nói sơ qua một cái rất là
khiêm tốn thôi, đó là bạn Linda đã tốt nghiệp một trường đại học ở Mỹ với tấm bằng được gọi là xuất sắc ngành tài chính và phân tích dữ liệu nha. Một cái ngành mà nghe đến thôi là cũng thấy khó mà bạn tốt nghiệp xuất sắc nữa mọi người. Cho nên là cô bé này cực kỳ giỏi luôn á. Vậy thì cho Jenny hỏi là sau khi mà đã dính vào cái vụ đầu tiên là Hextracoin như vậy rồi và cũng không biết là đã trắng tay chưa, nhưng mà coi như là cũng mất khá là nhiều đi, thì sau đó khi mà mình có học thức background tốt như vậy và môi trường cũng ở Mỹ nữa, thì bạn đã làm gì? Bạn tiếp tục công việc bên ngoài không có liên quan đến crypto hay là bạn tìm cách gỡ lại? Lúc đó thì nói chung là vì mình đã lập lời thề đó cho nên là mình đã không dính vào crypto nữa. Mình cảm thấy giống như là không có duyên ấy, cho nên là mình tiếp tục đi học và đi làm như bình thường. Mình có làm thêm, mình làm thêm rất là nhiều trong trường và cũng đi thực tập sơ sơ, nhưng mà nó là liên quan tới bên kế toán tài chính nhiều hơn. Nói chung là nó không liên quan gì tới coin và mình cũng không nghe tin tức gì về coin luôn. Nói chung là giống như là loại nó ra khỏi cuộc đời mình luôn ấy. Cho nên là cho tới tận năm ngoái lúc mình về Việt Nam lại thì mình không hề động tới thị trường này, cho tới lúc mình tốt nghiệp gần đây luôn thì mình mới vào lại. Vậy thì cái lần vào lại này, sau một hồi vùi dập như vậy thì crypto đã chào đón Linh như thế nào? Nói chung là mới quay lại thì cũng chào đón rất là hoành tráng, vẫn là mùa uptrend nha. Lúc mình vào lại thì BTC vẫn là 30.000 và bắt đầu tăng lên. Mình vẫn không có một tí kiến thức nào hết, cho nên mình quay lại vẫn được chào đón rất là nồng nhiệt, mình lại bay vào. Và bây giờ thì mình lại có một thứ hấp dẫn hơn hồi xưa, đó là Marginic. Thì mình bay vào liền hay là trời ơi, vốn thì nhỏ mà bẫy lên, bẫy hết nhà họ luôn. Nói chung là rất là ăn coi như là phê pha luôn ấy. Thì mình vào, cứ là một ngày là mình đã kiếm 20-30 đô, là với mình là rất là nhiều tại vì vốn mình bé. Thì mình thấy là còn nhiều hơn tiền đi dạy của mình nữa. Mình thấy là trời ơi, tại sao là easy money lại rồi, nó có lừa gì không? Cái xong đó, cái mình vào lại thì thị trường up lên ngoài luôn. Mình đó, mình rất là vui. Thì nó bắt đầu dở trò, bắt đầu là thọt râu xuống. Xong rồi cái là vì mình đi một lần mấy lệnh on-point luôn ấy, cho nên là mình cháy rất là nhanh. Tại vì mình càng ngày mình đi các cái gọi là đòn bẩy càng cao ấy, cho nên là cháy rất là nhanh, là mình không có stop loss gì hết. Cho nên mình lại cháy tài khoản tiếp, mà mình cháy tận 2 lần luôn. Nói chung là lại mất trắng tay một lần nữa. Đó là lần thứ 2 mình vào lại. Ok, thì sau khi mà nghe xong á, tự nhiên Jenny cảm thấy giữa Linh Đan với lại Jenny có một cái gì đó khá là giống nhau á. Giống như là lúc nãy bạn nói là bạn đi dạy đúng không? Dạy IELTS. Thì trước đây Jenny cũng đã từng làm công việc này, cũng liên quan đến IELTS luôn. Rồi Jenny cũng đã từng bị dính một cái, hồi trước Jenny có một cái video tâm sự trên YouTube là cũng bị dính hồi 2017 là BitConnect chứ mà là Hextra. Nhưng mà cũng có chơi Hextra nhưng mà không có dính. Kiểu cảm thấy rất là tương đồng. Với lại thêm một cái nữa, cái này mình không biết là giữa Linda với Jenny có tương đồng hay không, nhưng mà về cái sự gọi là tích cực á, ví dụ như là sau khi mà vấp ngã, sau khi mà trắng tay thì không biết là cái thái độ của mình như thế nào lúc đấy, mình bị suy sụp trầm cảm hay là mình vẫn giữ một thái độ lạc quan tích cực và mình tiến về phía trước. Nói chung thì mình không biết là các bạn khác như thế nào, nhưng mà tại do mình là con gái cho nên là ngay cái thời điểm đó là mình khóc liền luôn ấy. Mình khóc liền, mình chạy lên, mình nhớ là mình chạy vào phòng mình khóc. Xong ba mẹ mình còn bảo là con đánh bạc cái gì mà mất tùm lum tiền, xong rồi khóc cái gì mà khóc kiểu vậy ấy. Thì mình khóc rất là ghê. Nhưng mà mình cũng có cái là mình khóc xong rồi ấy, thì vài ngày sau mình lại lạc quan trở lại. Chính vì vậy mình bị cháy tài khoản lần hai, tại vì mình lại nhảy vào lại, mình lại muốn gỡ lại, cho nên là mình lại vui vẻ nhảy vào lại, xong rồi mình lại bị hốc ra lại. Nói chung là mình buồn thì cũng rất là nhiều. Nói thật là mất tiền mà ai không buồn đúng không? Thì mình cũng trầm cảm. Nói trầm cảm thì hơi quá, thì mình buồn thì mình cũng bị ảnh hưởng. Mình đi dạy thì mình buồn. Chẳng lẽ nói là cô buồn vì cô mất tiền vào crypto thì nó hơi kỳ. Nhưng mà mình cũng rất là buồn, nhưng mà sau đó thì mình vẫn rất là lạc quan, mình lại đi vào lại thị trường. Ok, vậy thì sau khi mà rất là nhiều lần vấp ngã như vậy, và trước đây bạn cũng Linda cũng chia sẻ là không có kiến thức đúng không? Linda trước đây vào thị trường là cũng không có tìm hiểu gì hết. Vậy thì bây giờ bạn đã tìm hiểu chưa, rồi bạn đã rút ra được cho mình những cái bài học gì? Sau cái lần đó thì mình nói là mình cháy tài khoản 2 lần á, thì mình muốn, mình đã đưa ra một quyết định đối với bản thân á, là tiếp tục vào hay là rời đi. Tại vì mình đã bị 2 lần rồi, và nói chung là tại sao mình cứ phải dính vào một thứ mà mình bị hoài vậy.
nhưng mà mình vẫn không muốn mất tiền ấy, và mình muốn là giống như là có cái gì đó mình nghĩ là do mình chứ không phải là do thị trường. Tại vì có rất là nhiều người ta vẫn có thể ăn được, người ta vẫn, cho dù thị trường có đi như thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn ăn được và vẫn làm, vẫn có thể kiếm sống bằng cái ngày này luôn ấy. Cho nên là mình nghĩ là vấn đề là đến từ mình chứ không phải là đến từ thị trường, thì mình mới xem lại bản thân. Thì lúc đó mình quay lại nhưng mình không có nhảy vào chơi nữa, tại vì mình đã hết tiền rồi. Nói chung là mình từ từ thôi. Mình bắt đầu lên mạng tìm hiểu, mình coi video để mà mình học các cái kiến thức về phân tích kỹ thuật, là phân tích cơ bản. Nói chung là mình học nhưng mà kiến thức là vô tận mà. Xong mình học thì nó cũng rất là khó khăn, tại vì nó có quá nhiều thứ, nó có quá nhiều trường phái. Thì mình cũng học dần dần, sau rồi mình lại bắt đầu chơi, mà chơi kiểu cực kỳ ít luôn. Chơi giống như là tập chơi ấy, tập chơi để mà hiểu là tại sao mình lại phải vào thời điểm đó và entry như thế nào. Xong rồi mình còn bắt đầu đọc tin tức nhiều hơn. Trước đây mình không bao giờ đọc tin tức luôn ấy. Mình nghĩ là tại sao mình phải đọc tin tức làm gì khi mà kiểu cái nến nó thể hiện tất cả ấy. Nhưng mà bây giờ mình đã chịu khó đọc tin tức hàng ngày, và mình nói chung là mình tích lũy dần dần. Thì mình cũng mới bắt đầu nghiêm túc trở lại gần đây khoảng 1 tháng thôi. Cho nên là nói là cái này kết thúc cơ hội thì cũng không đúng, tại vì mình vẫn chưa trở thành professional, hay là mình vẫn chưa gọi là chưa có trở lại đường đua một cách gọi là tự tin, và cũng chưa thể nào lấy lại được cái số tiền đã mất. Cho nên là mình lạc quan vậy thôi, chứ còn để lấy lại được hay không, là để có thể chiến thắng trong thị trường này thì mình còn phải xem đã, mình phải đợi thời gian trả lời. Và bài học mình rút ra được, thật ra thì mình còn quá mới, mình không có cái bài học gì có thể gọi là dạy lại mọi người. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình có nốt lại 3 thứ. Thì trong bất kỳ một ngành nghề gì hay là một cái lĩnh vực gì mà mình muốn nghiêm túc ấy, thì mình có 3 thứ, đó là kiến thức, kỹ năng và tâm lý. Thì về mặt kiến thức thì mình đang cố trau dồi hàng ngày, và về kiến thức thật sự là rất nhiều luôn ấy. Có những cái kho sách về trade mà rất là nhiều luôn, thì mình đọc hoài không biết khi nào mới hết, không biết nó thấm vào được bao nhiêu. Nhưng mà mình nghĩ là kiến thức là phải luôn luôn trau dồi và không ngừng tập. Ngoài ra thì kỹ năng thì mình thấy là mình đọc là một chuyện, nhưng mà việc mình có thể áp dụng vào trong trade hay không ấy thì lại là một cái chuyện khác. Cho nên là kỹ năng cũng còn phải trau dồi, và đặc biệt là tâm lý thì không biết các bạn khác như thế nào, chứ với mình là mình rất là dễ bị ảnh hưởng tâm lý, kể cả lạc quan hay bi quan luôn. Tức là mình bắt mà bắt đầu ăn ấy là mình sẽ rất là hưng phấn, mình hưng phấn rất là dễ dàng, mình rất là tham lãi, mình ngồng rất là giỏi luôn. Nói chung là mình rất là, khi mà mình đã hưng phấn rồi là mình rất là tham lam, khi mà mình thua rồi mình cũng rất là buồn luôn. Nói chung là tâm lý mình là cũng như là, nói chung là nó rất là bất ổn. Cho nên là mình nghĩ là mình phải kiểm soát tâm lý mình tốt hơn, và nhờ đó mình cũng phải gọi là phân bổ vốn tốt hơn để mà trở lại thị trường một cách gọi là ok hơn sau những lần vấp ngã. Cảm ơn những chia sẻ và những bài học của Linda. Jenny nghĩ là những cái này á, nghe thì nó rất là dễ nha, giống như là nghe ok tâm lý rồi kiến thức này kia, nhưng mà đến lúc mà làm đi á thì sẽ rất là khó, đúng không? Cực kỳ khó. Ok, vậy thì chắc là qua cái video này các bạn cũng đã phần nào coi như là hiểu được câu chuyện thực tế. Cái này là câu chuyện thực tế, không hề có dàn dựng gì hết, đúng không Linda? Câu chuyện từ trải nghiệm cá nhân, đúng không? Ok, thì đây là những người đã ở trong thị trường từ cũng khá là lâu, cho nên nghĩ 4-5 năm là cũng đủ lâu, có những cái vấp ngã và kinh nghiệm riêng mình, và họ cũng có những cái bài học rút ra được cho riêng mình, và ở đây họ chia sẻ với các bạn, thì hy vọng các bạn đón nhận nó một cách tích cực. Vậy thì trước khi kết thúc video, Linda có thể gọi là có một lời nhắn gửi hoặc là khuyên gì cho những bạn mới á, nhất là những bạn mới khi mà mới tìm hiểu vào thị trường, thì chúng ta nên cần chú ý những cái gì, có lưu ý gì không? Chợ thường là tấm chiếu cũ mới nhắn gửi, mình vẫn là tấm chiếu mới, cho nên là mình sẽ gọi là nhắn gửi tới, gọi là một lời chào tới tất cả các cái tấm chiếu mới chuẩn bị vào. Tại vì mình biết là hiện tại thì thị trường đang cực kỳ lạc quan hưng phấn luôn, và sẽ có rất là nhiều tấm chiếu mới nữa mới vào. Thì mình nghĩ là cho dù mình khuyên bây giờ mình có khuyên cái gì đi chăng nữa thì các bạn cũng chắc chắn sẽ vấp ngã thôi. Tại vì mọi người phải vấp ngã thì mọi người mới đứng lên được, chứ còn nếu mà đi vào mà kiểu gọi là trơn tru thì chắc chắn là các bạn sẽ không học được bài học gì. Cho nên là mình
chúc cho tất cả các bạn đều ấp ngã một lần nào đó và sẽ đứng lên được. Hy vọng là các bạn sẽ đứng lên được và sẽ gia nhập gọi là những người đã đứng lên sau những lần vấp ngã như mình. Còn đứng lên được tới lúc nào thì mình không biết nha. Nói chung là mình sẽ ở đây và chào đón tất cả các tấm chiến mới ngoài kia. Cảm ơn những chia sẻ rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương từ bạn Linh Đan. Ok, và thì đó là câu chuyện tấm chiếu chưa cũ đã rách đến từ bạn Linh Đan. Tên tiếng Anh là Linh Đan, thì mọi người nhớ là nếu như mà các bạn yêu thích câu chuyện của Linh Đan, chúng ta có thể để lại một like, một subscribe cũng như là comment bên dưới suy nghĩ của bạn nha. Ok, cảm ơn Linh Đan rất là nhiều đã dành thời gian cho Co68 TV cũng như là dành thời gian để phỏng vấn cùng với Jenny và chia sẻ đến tất cả mọi người. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, vậy thì chắc là Jenny sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp các bạn tại những bài dự thi sau của những thí sinh khác cũng như là hẹn gặp các bạn tại những video sau của Co68 TV nha. Cảm ơn mọi người đã xem.